bạn ơi, bạn quay món cho quán nào nhiều mà đẹp thế? Đây, giờ căng tin này bạn. Chị ơi, chị em bên quán giờ căng tin, chị Hoan ở đây phải không ạ? Mình muốn một bàn y hệt bạn này, lần này món luôn, được không ạ? Vâng, em lên cho chị 5 món. Hai cơm đảo, cơm gà đắc kabi, cơm thịt tương đen, tteokbokki ăn cùng đồ chiên Hàn Quốc. Cuối cùng là mì spaghetti bỏ lò phô mai. Trong lúc đợi lên món thì mình mượn bàn của bạn nam kia quay chụp một xíu nhá. Nhiều món như thế này xem chừng là lỡ gọi lố rồi đây này. Thấy bảo cái mệt đồ chiên Hàn Quốc này là món mới ăn cùng với cả sốt tteokbokki. Mì ý bỏ lò phô mai cũng là món mới, đặc biệt hai món bestseller cơm đảo cháo gang chỉ 45k. Must try món tráng miệng có caramel mềm mịn. Ok, món của mình đã lên, thưởng thức trước mì ý bỏ lò phô mai cho nóng hổi nhá. Đây là sự kết hợp giữa ba loại phô mai cho ra thành phẩm ngậy béo xém giòn bề mặt ngoài. Sợi mì sau khi bỏ lò vẫn có độ mềm dai và không bị nát. Trộn cùng với sốt cà chua bò bằm hầm đậm đà. Phân khúc của quán chủ yếu dành cho học sinh sinh viên nên là một chảo cơm như thế này chỉ 45k thôi. Lòng đào ở đây chảy béo mê mẻ mê luôn. Mình thì thích cơm đảo gà xào sốt đắc gavi này hơn. Hạt cơm dẻo mẩy không bị nát mặc dù đã được phủ đẫm sốt. Gà đùi mềm xào cùng bắp cải với phần sốt cay cay dễ ăn. Còn cơm đảo sốt tương đen giang giang bắp thì phù hợp với bạn nào thích sự đậm đà và ngọt nhiều. Chắc chắn là không thể thiếu thịt rồi, bên trong có ba chỉ xào mềm. Món mới là set tteokbokki cơm cuộn mix cùng 7 loại đồ chiên kiểu Hàn. Ui, một chảo như thế này có tteokbokki, chả cá, trứng và cơm cuộn. Kimbap cuốn cho chắc tay lắm nhưng mà cơm dẻo và nhân cũng rất là đầy đặn. Cái mệt mix 7 loại đồ chiên kiểu Hàn này mới hấp dẫn này. Trong set này có cái món mandu nhân thịt hẹ giòn rụm, hay là một số món cuốn rong biển và lá vừng thơm. Ngon hơn khi chấm kèm với sốt tteokbokki. Ăn xong thì mọi người nhớ gọi caramel tráng miệng đáng thử lắm nha. Cái caramel nó không hề bị rỗ núng nính như pudding mà béo thơm từ trứng sữa. Nói chung là gọi cho cố cho lố rồi vẫn phải mang về mọi người ạ. Ghé qua ngay giờ căng tin thủ phủ đồ ăn vặt tại ngõ 4C Kim Liên nhé.